Trước đây chúng tôi tiêu thụ khoai tây rất khó khăn, chất lượng không đều, sản xuất manh mún nhỏ lẻ. LCF is a local organization that offers entrepreneurs everything they need. They need advice, they need access to markets, they need access to finance. So an LCDF can help in brokering those relationships. Hiện nay nhiều người áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, năng suất và chất lượng cao hơn, sản phẩm được bao tiêu, thu nhập gấp 1,5 lần. What is different about an LCDF is that it is a local organization that offers one-stop services to local entrepreneurs. Besides capacity development for 100 social enterprises, LCDF Vietnam connected 100 service providers and over 300 users in 5 provinces with $400,000 in service value. SNV's CGI commitment is to start up LCDFs worldwide. Currently, 3 SNV initiatives around LCDF are up and running in Albania, in Vietnam and in Kenya.